Hưng Mỹ nhé. Hi, xin chào các bác nha. Thì hiện tại bây giờ là em đang ở trong cái trại nhà em nha các bác. Thì hôm nay là em bẻ cây mía để em cho cái con khỉ Vita của em ăn các bác. Không biết là nó có ăn được không. Tí nữa em sẽ cho Vita ăn và sẽ quay lại cái hành trình của Vita ăn cho các bác xem nhé.